Tại sao chú lại tốt với cháu và đối xử đặc biệt với cháu hơn những người khác? Vì cháu rất giống người yêu có đây 20 năm về trước của chú. Cháu giống cô ấy lắm, giống kinh khủng lắm. Và bây giờ chú lại sợ là một mai nào đó cháu lại bỏ chú đi nữa, cái khoảng thời gian tươi đẹp nhất lại tan biến, rồi chú sẽ ra sao nữa. Hương, anh rất là quý Hương. Lúc nào anh cũng suy nghĩ về Hương hết á. Anh chỉ mong Hương cho anh được sưởi ấm. Hương yên tâm đi, anh hứa gia đình em, chồng em, con em, anh sẽ lo. Anh sẽ lo lắng hết tất cả. Anh sẽ không xen vào hạnh phúc của gia đình em. Miễn sao em đến với anh, anh mong được ở bên em. Anh thấy em đi xe như kia thì trời mưa trời nắng không tốt đâu. Nè, anh tặng em, nhớ đừng bao giờ bỏ rơi anh nha.